Cái thời điểm này là cái thời điểm mà iPhone 16 chuẩn bị ra mắt rồi. Mình cũng đã có rất là nhiều những video phân tích về việc là iPhone 15 series chúng ta nên mua sẵn nào ấy. Đấy thì mình cũng đã nói rồi. iPhone 15 series thì cái iPhone 15 Pro với 15 Pro Max hàng mới tinh là nên mua ngay bây giờ cũng được. Đấy, bởi vì là khả năng cao là nó sẽ không giảm giá nữa đâu và thậm chí là còn tăng giá lên để mà bán được iPhone 16 và 16 Plus cơ. Clickbait, iPhone cũ cam kết không zin tặng máy, bảo hành một đổi một trong 12 tháng, cả rơi vỡ vào nước, reset bảo hành miễn phí nếu máy lỗi. Thế thì đối với những chiếc iPhone khác ấy, thì hiển nhiên là nó sẽ luôn luôn giảm giá theo thời gian rồi. Thế thì một câu hỏi đặt ra đấy là ok, ông Dương đã phân tích về iPhone 15 rồi. Thế thì đối với những cái sản phẩm iPhone đời cũ hơn thì cái sự ảnh hưởng giá nó sẽ như nào? Thì mình thấy là đối với những iPhone đời cũ hơn ấy, thì gần như là cái sự ảnh hưởng giá là sẽ không có đâu. Giá của nó sẽ luôn luôn giảm theo thời gian. Và rất là nhiều bạn hỏi là cái thời điểm này có phải là cái thời điểm mà nên mua iPhone 14 Pro Max hay không? Đấy, tại vì sao? Tại vì ví dụ như là 13 Pro Max ấy, thì các bạn lại lo lắng vấn đề về lỗi màn hình. 12 Pro Max thì nghe chừng là có vẻ hơi sâu rồi, 4 năm rồi đúng không ạ? Đấy, vậy nên là cái 14 Pro Max là cái iPhone mà mình nghĩ là nhiều bạn sẽ quan tâm tới hơn sau ngay sau iPhone 15. Tuy nhiên, cá nhân mình thì cũng chia sẻ thẳng thắn với các bạn luôn đấy là thời điểm này nếu mà là mình thì mình sẽ không mua iPhone 14 Pro Max. Không phải là vì nó không tốt đâu, mà là vì cái giá bán của nó thời điểm hiện tại là mình thấy là nó chưa hợp lý. Kể cả cái video này có được tài trợ bởi Clickbuy chăng nữa. Đây, Clickbuy đang bảo mình làm cái video này về iPhone 14 Pro Max này. Đấy, tuy nhiên là mình thấy là giá nó không hợp lý lắm. Mình có tham khảo tại website của Clickbuy thì 14 Pro Max cái phiên bản 128GB cũ đẹp đang được bán với mức giá là khoảng 21.290. Đấy là cũng thẳng thắn luôn là chúng ta nên lựa chọn cái phiên bản cũ đẹp luôn nhé. Chứ đừng lựa chọn mấy phiên bản vớ vẩn là 95 hay là 98% đấy. Mình hay gọi là phiên bản gọi là cũ nát đấy. Đấy. Thế thì với mức giá như thế này thì tại sao mình bảo là mức giá này là không hợp lý? Bởi vì cái thứ nhất, đấy là cái mức giá này nếu mà so với cả iPhone 15 Pro cùng trên tham chiếu là hàng cũ cũ đẹp nhé, thì 15 Pro nó đã là 20 triệu 190, nghĩa là nó rẻ hơn cỡ tầm khoảng 1 triệu mốt so với 14 Pro Max. iPhone 15 Pro rẻ hơn 14 Pro Max đấy các bạn nghe không nhầm đâu, rẻ hơn 1 triệu mốt. Và thêm nữa đấy là cái độ hao mòn của 15 Pro bây giờ là chưa nhiều, nên là cái tình trạng pin thấp nhất ở Clickbuy bây giờ đối với 15 Pro nó cũng đã là 90 mấy% pin rồi. Còn tình trạng pin thấp nhất của 14 Pro Max nó mới có 80 mấy% pin thôi. Còn nếu mà chúng ta lựa chọn cái loại mà 9 mấy% pin nhá thì nó sẽ là 21.590 cơ. Nghĩa là 14 Pro Max đắt hơn 1.500.000 so với cả 15 Pro. Nếu mà so 14 Pro Max mà so với 15 Pro thì rõ ràng là cá nhân mình sẽ lựa chọn 15 Pro hơn chứ. Đầu tiên ý, là cảm giác cầm nắm gọn gàng hơn, viền màn hình đỡ sắc hơn, chất liệu mới hơn, đỡ bị cấn tay hơn, màu sắc cũng mới hơn, rồi là cái hiệu năng tốt hơn, cái camera được tinh chỉnh ngon hơn, cổng sạc USB Type-C, cái phím Action Button. Và mình nghĩ là có một cái điểm rất là quan trọng, đấy là 15 Pro với cái cổng sạc Type-C nó có thể kết nối với cả cái thẻ nhớ ở bên ngoài để mà có thể sử dụng quay video lưu trực tiếp luôn vào trong trong cái ổ cứng ở bên ngoài như một cái thẻ nhớ luôn. Cái điều mà 14 Pro Max không thể làm được. Và rõ ràng là với mức giá rẻ hơn cỡ tầm khoảng 1.500.000 thì mình sẽ mua 15 Pro thay vì lựa chọn mua 14 Pro Max. Tội gì, đúng không nào? Mua sản phẩm Pro đời mới nhất thay vì lựa chọn mua một sản phẩm Pro Max đời cũ hơn thì tại sao không? Thế đấy là với điều kiện là chúng ta chỉ thích iPhone. Thế nếu như chúng ta lăn tăn với cả điện thoại Android thì sao? Android thì bây giờ mình thấy là S24 Ultra hàng cũ là cũng đã có rồi đấy. Giá là tầm khoảng 20 triệu, 19.990. Thế thì nó cũng rẻ hơn cỡ tầm khoảng 1.2 triệu cho tới 1.5 triệu so với cả 14 Pro Max rồi. Mặc dù S24 Ultra được định hình cùng phân khúc với cả 15 Pro Max cơ, nhưng giá bây giờ thậm chí còn rẻ hơn nhiều so với 14 Pro Max. Thế tại sao mình lại phải lấy S24 Ultra hàng cũ ở đây ra? Bởi vì là 14 Pro Max bây giờ là không còn hàng mới tinh nữa rồi. Nên là nếu mà so sánh với các điện thoại khác ấy, thì chỉ so sánh ở tham chiếu là điện thoại hàng cũ được thôi. Đấy thì mình lấy ra 15 Pro hàng cũ, lấy S24 Ultra hàng cũ ra thì nó sẽ hợp lý hơn. Nếu mà so S24 Ultra với cả 14 Pro Max ấy, thì cái như mình thấy là đầu tiên là cái mà các bạn được là cái bộ nhớ trong cái đã. Các bạn có thể thấy là với mức giá 20 triệu là chúng ta mặc định đã lựa chọn được S24 Ultra phiên bản 256GB rồi. Nhưng chỉ lựa chọn được 14 Pro Max phiên bản 128GB với mức giá là khoảng hơn 21 triệu. Đấy, đầu tiên là bộ nhớ trong gấp đôi là cảm nhận là thấy ngay. Thiết kế đẹp hay xấu tùy thuộc vào mắt mỗi người nhé. Nhưng S24 Ultra rõ ràng là có viền màn hình mỏng hơn nhiều,
và tỷ lệ hiển thị ở phía mặt trước lớn hơn nhiều so với 14 Pro Max. Cái đấy là cái mà chúng ta phải ghi nhận. Tiếp tục nữa là màn hình của S24 Ultra cũng sẽ có độ chi tiết cao hơn và diện tích hiển thị là lớn hơn so với cả 14 Pro Max. Camera của S24 Ultra cá nhân mình thấy chụp ảnh, đặc biệt là xóa phông và zoom xa là hơn, ngược sáng là hơn so với 14 Pro Max đấy. Còn về pin thì có phần là 14 Pro Max nó sẽ có phần nhỉnh hơn, nhưng về những yếu tố khác, ví dụ như là về cái cây bút là S24 Ultra là hơn. Còn về hiệu năng thì 14 Pro Max rõ ràng là sẽ được tối ưu tốt hơn S24 Ultra, nhưng bộ nhớ trong thì lại không bằng được, bằng một nửa thôi. Sạc thì cũng không thể nào mà nhanh bằng S24 Ultra được. Nên là cá nhân mình thấy là nếu mà S24 Ultra mà rẻ hơn 14 Pro Max tương đối như thế này thì cá nhân mình sẽ ưu tiên mua S24 Ultra hơn. Vậy nên là trong trường hợp này thì mình nghĩ là iPhone 16 ra mắt ấy, thì cũng không phải là cái thời điểm để mà mua 14 Pro Max, bởi vì quan trọng là cái mức giá của 14 Pro Max bây giờ cá nhân mình đánh giá là không tốt. Đấy. Mặc dù nó là cái chiếc điện thoại mà mình đang sử dụng để mà thu âm trong video ngày hôm nay đây này. Đấy. Đáng lẽ ra là cái chiếc điện thoại này là mượn của cửa hàng, là phải cầm lên để mà giới thiệu là ôi trời ơi, nó ngon lắm anh em, phải mua ngay, mua luôn đi. Nhưng thôi, không cần phải giơ lên là gì, nó mất thời gian ra. Đấy. Chủ yếu là giơ lên để cho các bạn biết là đang thu âm backup thôi. Đấy, nhưng giấu đi để ở đây đấy. Đó. Bởi vì chúng ta có nhiều sự lựa chọn khác tốt hơn mà, thì tại sao không, đúng không ạ? Các bạn cảm thấy sao? Hãy để lại comment cho mình biết. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.